Ngày đầu tiên đi làm ở S Channel của mình đã diễn ra như thế nào? Hôm nay Huy hẹn mình lên văn phòng để ký hợp đồng và cũng giới thiệu chính thức với mọi người luôn. Mặc dù mình thấy văn phòng trên video nhiều rồi mà khi tới thì vẫn hồi hộp lắm ấy. Đợi mở cửa xíu rồi giờ mình lên tầng 2 để ký hợp đồng đây này. Ok, ký thôi nào. Mọi người ơi, vỗ tay chúc mừng. Sau khi chụp ảnh chung với mọi người xong thì mình giới thiệu bản thân và cũng ngồi chơi nói chuyện làm quen với các anh chị. Cho tao đi. Em đang hỏi Huy đây là cái gì? Đúng rồi đấy. Em đang cầm cái gì đấy? Em đang quay bằng cái gì đấy? Em đến văn phòng S Channel em quay bằng cái gì đấy? May đấy. Có cái gì đấy? Anh ơi, nó dùng iPhone. Nó dùng Apple Watch kìa. Ờ, lại có full combo. Anh ơi, lại còn MacBook cơ. Hay lắm. Bây giờ hủy hợp đồng vẫn chưa muộn đâu anh ạ. Bây giờ phải thêm vào điều khoản này. Chúc mừng thành viên mới nhá. Tất nhiên, mình vẫn phải tranh thủ làm việc vì còn một đống video chưa edit xong. Hôm nay S Channel có lịch quay nên mình cũng xuống xem. Và đó là buổi đầu tiên của mình ở S Channel.